Boots mắc thư quá mạnh, chẳng có ai có thể cản trở Kiss trong công cuộc chinh phạt trò chơi. Trò chơi tiếp theo mở ra là trò chơi chiến quốc, bảo vệ chủ tướng, cả hai phe là mục đích tối cao của cả trò chơi. Kiss cũng không ngần ngại tận dụng lại sức mạnh từ Boots mắc thư, nhưng nó cũng để lại một lỗ hổng rất lớn. Sức mạnh quá to lớn và tốc độ mang lại từ 5 chiếc Boots kết hợp lại với nhau, Kiss không thể nào làm chủ được nó, và thời gian của anh bị trôi qua quá nhanh so với tốc độ mà nó mang lại. Cơ thể của Kiss không thể chịu nổi và anh sẽ dễ dàng bị kiệt sức khi đang chiến đấu. Điểm yếu chết người này đã phát tác một lần nữa khi anh đối mặt với Beroba trong hình dạng Claire 2. Tận dụng lúc suy yếu của Kiss, cô ta đã giáng một đòn chí mạng vào người anh. Trong lúc tưởng chừng như bại trận, Jin, người hỗ trợ cho Kiss, đã trao cho anh sức mạnh kiến tạo từ Laser Rare Riser, xoay mảnh Boots Mark II về hướng còn lại và kết hợp cùng với nửa mảnh của Laser Rare Riser. Kiss đã được tô điểm bằng sức mạnh của người hỗ trợ của mình, một bộ giáp tương lai được trang bị lên người của Boots Mark II với ba tông màu chủ đạo, xanh, tím và trắng đại diện cho người hỗ trợ Jin Wan. Cả hai người kết hợp để tạo nên sức mạnh từ sự kiến tạo. Anh không còn bị mất kiểm soát khi sử dụng Boots Mark II và hoàn toàn kiểm soát được sức mạnh gia tốc này. Tốc độ và sức mạnh của anh vẫn được giữ nguyên. Thay vì chạy với tốc độ cực nhanh để lại những vệt lửa xuất hiện phía sau, anh còn tạo những tia năng lượng từ Laser Rare Riser, kết hợp sự gia tốc từ tương lai và quá khứ, tạo nên những đường sáng cực kỳ đẹp mắt khi anh di chuyển. Không còn đánh liên hoàn như Boots Mark II, sức mạnh của anh cũng được cường hóa đáng kể. Những cú đấm của anh cực kỳ lực, gây sát thương vô cùng lớn lên người kẻ thù. Mang sức mạnh của sự sáng tạo, khả năng chính của Laser Boot là thao túng bản thân cũng như kẻ thù. Anh thao túng được một nguồn năng lượng đỏ thẫm, khống chế và điều khiển hành động của kẻ thù. Dùng nó lên bản thân sẽ giúp anh bay lượn cũng như tác động nó là những vật thể xung quanh. Có thể hiểu nôm na là anh có thể thao túng vạn vật, bao gồm bản thân của Kiss, vật thể cũng như kẻ thù. Khả năng này vô cùng bá đạo, anh có thể khống chế kẻ thù từ phạm vi cực kỳ xa, vô hiệu hóa chúng và thực hiện những đòn tấn công tất sát lên người chúng, không cho kẻ thù bất kỳ khả năng phản kháng nào. Điều khiển đất đá xung quanh nhằm tấn công cũng như vô hiệu hóa đòn tấn công kẻ thù lên người bản thân. Sử dụng quyền năng sáng tạo lên cơ thể của mình, anh có khả năng bay lượn cũng như thao túng trọng lực của bản thân, giúp anh di chuyển trên mọi địa hình. Khi sử dụng hình dạng Laser Boot, anh cũng được trang bị vũ khí giống như Commander Jin, khẩu Laser Rare Riser. Những phát bắn từ nó mạnh tới mức có thể xuyên thủng cả những cột bê tông khổng lồ, khống chế sức mạnh và cho thêm khả năng sáng tạo. Những kẻ thù phải đối mặt với Boots Mark II đều chẳng ai có thể làm khó được anh. Đòn tất sát của anh, Hyper Boots Grand Victory, anh lao lên không trung, tạo ra hàng loạt phân ảnh của mình và tụ hợp chúng lại. Với sức mạnh từ kiến tạo, đá ra một cú Rider Kick